Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với La thư tìm người thân. Sở cảnh sát Garden Grove, miền Nam California hiện đang nhận đơn tuyển nhân viên. Một báo cáo mới cho thấy 9 trong số 10 người Mỹ trưởng thành đang ở giai đoạn đầu, giữa hoặc cuối của hội chứng dẫn đến bệnh tim. Phụ huynh sinh học khu Los Angeles mời cảnh sát quay trở lại vì con em kể rằng khối cần sa bay ngập phòng vệ sinh trường sau khi cảnh sát bị cắt giảm. Đưa ma túy vào nhà tù, một cảnh sát viên ở Los Angeles County bị bắt. Nghi can cướp ngân hàng, bắt cóc nhân viên ở Anaheim, miền nam California bị bắt vô nhầm nhà cảnh sát Florida nã súng người phi công thiệt mạng quận Los Angeles, Colido, Tokyo kỷ niệm 140 năm thành lập lo ngại khu di tích Nhật Bản sắp biến mất thêm một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn cử tri đảng dân chủ tin rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza trong chiến dịch quân sự được Tổng thống Biden ủng hộ dự luật bầu cử gây tranh cãi được thống đốc Illinois ký thành luật đảng cộng hòa tại hạ viện đã chuyển cáo buộc hình sự ông michael cohen đến bộ tư pháp baron trump con úc của cựu tổng thống donald trump lần đầu tiên bước ra sân khấu chính trị với tư cách đại biểu cho tiểu bang florida theo một cuộc nghiên cứu danh tiếng của hoa kỳ suy giảm trên toàn thế giới mối lo ngại về nhập cư gia tăng ở châu âu liên tiếp những sự trục trặc phi cơ ở nhật bản thổ nhĩ kỳ và senegal Putin nói không có gì bất thường về cuộc tập trận vũ khí nguyên tử chiến thuật, cảnh báo xung đột trên toàn thế giới khi Nga kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Phi cơ không người lái của Ukraine tấn công xưởng lọc dầu của Nga sau 1.700 cây số trong nội địa của Nga. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Budapest vào tối ngày thứ Tư để thăm chính thức Hungary trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu yêu nhau một năm rồi kết hôn, 12 ngày sau, chồng tá hỏa phát hiện ra vợ mình là đàn ông ở Indonesia. Tin Việt Nam, đến 80% thương hiệu gia dụng trong Việt Nam có bắt tài với Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Sở Cảnh sát Garden Road, miền Nam California hiện đang nhận đơn tuyển nhân viên Thành phố Garden Grove nhận đơn trực tuyến cho các vị trí cảnh sát có tuyên thệ và không tuyên thệ. Hạn chót nộp đơn là ngày thứ Hai, 13 tháng 5, 2024. Để ghi danh, xin quý vị hãy vào trang nhà của thành phố Garden Grove là ggpd org slot Cơ hội việc làm cho các vị trí toàn thời gian và bán thời gian bao gồm cảnh sát viên là Police Officer Academy Train, sĩ quan cảnh sát, lateral police officer police officer và học viên cảnh sát garden grove là một thành phố đa văn hóa với một cộng đồng ngày càng phát triển đối với các sĩ quan cảnh sát tuyên thệ sở cảnh sát garden grove cung cấp chương trình đào tạo chuyên môn xuất sắc trong các lĩnh vực điều tra tai nạn huấn luyện chó trấn áp băng đảng điều tra dịch vụ vị thành niên tuần tra đường phố vũ khí và chiến thuật đặc biệt thực thi pháp luật sau khi có đủ kinh nghiệm trong sở cảnh sát thành phố Karen Road điều chỉnh những chính sách thích hợp cho cộng đồng thành phố cung cấp những phúc lợi bao gồm các khoản đóng góp cho bảo hiểm y tế nha khoa và bảo hiểm mắt hiệp hội cảnh sát Karen Road trả một phần chi phí y tế suốt đời chương trình hoàn trả học phí trả thêm nếu nói được song ngữ ngày nghỉ có trả lương phúc lợi về hưu thông qua carpers và cơ hội việc làm uyển chuyển trong toàn bộ phận để ghi danh trực tuyến hoặc để biết thêm chi tiết xin quý vị hãy truy cập trang web ggpd .com org choi hoặc liên lạc với Jason Johnson ở Sở Cảnh sát Garden Road tại số điện thoại 714-741-5922. Một báo cáo mới cho thấy 9 trong số 10 người Mỹ trưởng thành đang ở giai đoạn đầu, giữa hoặc cuối của hội chứng dẫn đến bệnh tim. Một nhóm do tiến sĩ Mutia và Duganathan của Bệnh viện Graham and Women's và trường Harvard Medical School ở Boston kết luận, sức khỏe tim mạch thận và trao đổi chất kém đang phổ biến trong dân số Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ gọi là hội chứng tim mạch, thận và chuyển hóa. CKM là Cardiovascular Kidney and Metabolic. Các yếu tố liên quan đến nhau tiến triển theo thời gian và nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến bệnh tim. Hội chứng CKM được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tích tụ mỡ trong cơ thể, yếu tố nguy cơ dẫn đến sức khỏe kém. Giai đoạn thứ hai, xuất hiện các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác, ví dụ như cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường. Giai đoạn thứ ba, xuất hiện bệnh thận nguy cơ cao và hoặc nguy cơ cao mắc bệnh tim được chẩn đoán trong vòng 10 năm tới. Giai đoạn thứ tư, chẩn đoán bệnh tim toàn phát có hoặc không có bệnh thận. Trong số những người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên, chỉ có 10,6% không mắc hội chứng CKM ở mức độ nào đó. Các nhà nghiên cứu báo cáo từ hôm thứ Tư trên tạp chí Journal of American Medical Association. Phụ huynh sinh học khu Los mời cảnh sát quay trở lại vì con em kể rằng khối cần sa bay ngập phòng vệ sinh trường sau khi cảnh sát bị cắt giảm. Một nhóm phụ huynh có con đang theo học tại các trường trong học khu Los Angeles đã yêu cầu cảnh sát quay trở lại khuôn viên của trường vào ngày thứ ba. Phụ huynh là những người đã tổ chức một bản kiến nghị sau làn sóng bạo lực tại các trường học LAUSD đã đến trước hội đồng học khu kêu gọi phục hồi các cảnh sát trong khuôn viên trường sau khi các cảnh sát này gần như bị sa thải khoảng 2 năm trước để đáp lại cái gọi là cắt giảm ngân sách trong giới cảnh sát. Những đứa trẻ của chúng tôi nói với chúng tôi rằng phòng vệ sinh trong trường có mùi cần sa. Maria Luisa Palma, thành viên của nhóm tư vấn phụ huynh, cho biết rất nhiều trẻ em không muốn sử dụng phòng vệ sinh của trường. Một số em gọi điện cho cha mẹ đến đón về nhà để đi vệ sinh. Dữ liệu mới nhất từ học khu LAUSD đã thấy rằng từ khi cảnh sát bị đưa ra khỏi sân trường, đánh nhau và bạo lực thể xác đã tăng gần gấp đôi từ 2.270 vụ lên 4.569 vụ. Trong khi đơn yêu cầu phục hồi cảnh sát trong khuôn viên của nhà trường được đệ trình, các phụ huynh khác như những phụ huynh từ Students Desert Coalition nói rằng học khu nên đầu tư nhiều hơn vào việc huấn luyện để giảm căng thẳng ngăn chặn bạo lực. Đưa ma túy vào nhà tù, một cảnh sát viên ở Los Angeles County bị bắt. Người cảnh sát bị tố cáo đưa ma túy vào nhà tù của quận Hạt và có thể bị truy tố nhiều tội đại hình, theo đài KTLA ngày thứ Ba ngày 7 tháng 5. Cảnh sát Michael Mazur, 39 tuổi, bị bắt vào tuần trước sau khi Sở Cảnh sát Los Angeles County điều tra nội bộ. Tuy cơ quan công lực không nói rõ các tội danh của cảnh sát Mazur, nhưng một nguồn tin ẩn danh của tờ báo Los Angeles Times cho biết ông làm việc cho nhà tù ở Castex và bị bắt vì đưa heroin vào nhà tù này. KTLA cho biết sở cảnh sát Los Angeles cung cấp rất ít tin tức về sự việc, chỉ cho hay họ điều tra nội bộ một nhân viên, sau đó bắt giữ nhân viên đó vào ngày 30 tháng 4 vì một số tội đại hình và người nhân viên này bị sa thải trong khi đợi tòa án xét xử. Một nguồn tin khác nói với Los Angeles Times rằng cảnh sát viên Messer từng làm việc cho đội chống băng đảng của nhà tù Castag và ông bị theo dõi từ lâu và bị phát hiện đã mua ma túy ở Los Angeles trước khi quay lại làm việc trong nhà tù. Sở cảnh sát Los Angeles County cho biết họ đang điều tra sự việc này và sẽ bàn giao lại cho biện lý cuộc của Los Angeles County sau khi điều tra xong. Nghi can cướp ngân hàng, bắt cóc nhân viên ở Anaheim, miền nam California bị bắt. Một người bị bắt vì nghi cướp ngân hàng ở Anaheim và bắt cóc vài nhân viên làm công tin chiều ngày thứ Tư ngày 8 tháng 5, cảnh sát cho biết, theo nhật báo The Orange County Register, khoảng 4 giờ 40 phút chiều, cảnh sát đến ngân hàng BMO Bank trên đường East La Palma sau khi nhận được tin báo ngân hàng này bị cướp. Sở cảnh sát Anaheim APD loan báo trên Facebook, nghi can bắt cóc vài nhân viên làm công tin, cố thủ bên trong một căn phòng trong ngân hàng và đòi tiền rồi cướp số lượng tiền mặt, hiện chưa rõ bao nhiêu. Trung sĩ John McClintock phát ngôn viên APD cho biết, đặc nhiệm SWAT và các nhà chuyên môn thương thuyết ở hiện trường đã cứu được nạn nhân và bắt giữ nghi can vì tội cướp ngân hàng, bắt cóc và giam giữ trái phép theo lời của ông McClintock. Cảnh sát chưa nêu danh tính của nghi can, chưa rõ nghi can có dùng vũ khí trong lúc cướp ngân hàng hay không. Vô nhầm nhà, cảnh sát Florida nã súng, người phi công thiệt mạng. Một người phi công gốc Phi châu có trang bị súng thuộc không lực Hoa Kỳ đang ở nhà một mình, đã thiệt mạng vì bị các cảnh sát đáp ứng với cuộc gọi trình báo gây rối tại một khu nhà ở Florida, bố ráp nhầm nhà rồi bắn chết. Luật sư của gia đình quân nhân cho biết ngày thứ tư ngày 8 tháng 5, thông tấn xã AP đã đưa tin. Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 3 tháng 5, lúc đó phi công cao cấp Roger Forson, 23 tuổi, phục vụ tại phi đội đặc nhiệm Herbert Field, đang ở trong căn nhà bên ngoài căn cứ tại thành phố Fort Walton Beach. Luật sư dân quyền Ben Crum cho biết trong một tuyên bố rằng Forson đang gọi điện thoại FaceTime với một phụ nữ vào thời điểm nổ ra cuộc đụng độ. Theo Crum, người phụ nữ mà Crum không nêu danh tánh cho biết, Forsen đang ở trong nhà một mình thì nghe tiếng gõ cửa. Forsen hỏi ai đó, nhưng không nhận được câu trả lời. Vài phút sau, Forsen nghe thấy tiếng gõ cửa lớn hơn, nhưng không nhìn thấy ai khi nhìn qua lỗ chống trộm. Crum kể, dẫn lời tường thuật của người phụ nữ. Người phụ nữ cho biết, Forsen bắt đầu lo sợ rồi đi lấy súng. Khẩu súng mà Crum nói là Forsen sở hữu hợp pháp. Lúc Forsen quay trở lại phòng khách, cảnh sát xông vào, nhìn thấy Forson có trang bị vũ khí và bắn ông sáu phát, theo tuyên bố của Crum. Người phụ nữ cho biết là Forson gục xuống sàn và nói, tôi không thở được sau khi trúng đạn. Giới chức cho biết là Forson đã qua đời tại bệnh viện, việc cảnh sát liên can đến vụ nổ súng, bị cho nghỉ hành chính để chờ điều tra. Người phụ nữ cũng cho biết rằng Forson không có hành động gây rối trong cuộc điện thoại FaceTime và tin chắc chắn rằng cảnh sát vào nhầm nhà, tuyên bố của Crum cũng đã cho biết thêm. Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về cái chết của Roger và cảnh sát phải công bố ngay đoạn phim quay từ camera gắn trên người cho gia đình xem, Crom nói. Gia đình Forson và công chúng cần phải biết chuyện gì xảy ra vào thời điểm dẫn tới thảm kịch này. Cảnh sát trưởng Eric Arden đã đăng một tuyên bố trên Facebook vào chiều ngày thứ tư, bày tỏ nỗi buồn về vụ bắn nhầm này văn phòng cảnh sát cho biết trong một tuyên bố tuần trước rằng một cảnh sát viên đáp ứng với lời trình báo về một vụ gây rối đang xảy ra tại khu chung cư thì tự vệ sau khi chạm trán với một người đàn ông có vũ trang văn phòng cảnh sát không đưa tin chi tiết rằng ai là người gây rối hoặc ai gọi cho họ để trình báo vụ việc văn phòng cảnh sát cũng từ chối xác định ngay danh tánh hoặc chủng tộc của các cảnh sát viên giới chức cho biết đầu tuần này sở thực thi công lực florida FGLE và Văn phòng Biển lý tiểu bang địa phương sẽ điều tra vụ nổ súng. Forson được bổ nhiệm vào phi đội tác chiến đặc nhiệm đệ tứ với tư cách là phi công thực thi nhiệm vụ đặc biệt. Trong đó, một trong những công việc của ông khi tham gia phi đội là nạp đạn cho pháo 30mm và 105mm trên anh cơ trong các nhiệm vụ. Với tư cách là thành viên phi hành đoàn AC-130J Ghost Rider. Quận Los Angeles, khu Lido Tokyo kỷ niệm 140 năm thành lập lo ngại khu di tích Nhật Bản sắp biến mất. Khu phố Lido Tokyo của LA kỷ niệm 140 năm thành lập. Cộng đồng thực sự lo ngại rằng nó có thể không tồn tại được thêm 140 năm nữa. Hiện tại, khu phố đã được Ủy ban Bảo tồn Lịch sử Quốc gia (National Trust for History Preservation) chỉ định là một trong những khu di tích lịch sử có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở Hoa Kỳ. Christine Fukushima, giám đốc điều hành của Lido Tokyo Community Council cho biết, vẫn còn rất nhiều thứ chúng tôi đang phải đấu tranh chống lại. Nó thực sự làm mất đi ý thức cộng đồng cũng như tinh thần và linh hồn, những gì luôn tồn tại ở đây. Fukushima và những người khác chỉ ra rằng, khu vực lân cận có thể trông có vẻ đang phát triển mạnh với lượng du khách đông đúc và những dấu hiệu trực quan về nguồn gốc văn hóa người Mỹ gốc Nhật, nhưng vẻ ngoài có thể bị đánh lừa. Cô cho biết, sự ra đi của Suhiro Cafe, địa điểm tụ tập được yêu thích trên đường số 1, trong nhiều thập niên đã trở thành một biểu tượng thật sự lớn đối với chúng tôi về những áp lực mà Lido Tokyo phải đối mặt. Chủ nhà hàng cà phê đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà và tuyền thuê nhà tăng cao, cuối cùng đã đóng cửa tiệm và chuyển đi nơi khác trong thành phố, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của như khách hàng lâu năm fukushima cho biết nguyên nhân là do quá trình làm mới lại đô thị và định cư lại do cố gắng khôi phục tổng thể của khu vực trung tâm thành phố hiện đã diễn ra hơn một thập niên tiền nhà bây giờ quá đắt câu trả lời mà chúng tôi có là có lẽ chúng tôi cần sở hữu đất của riêng mình nhưng đất rất đắt Cô gợi ý rằng những công dân bình thường có thể giúp đỡ bằng cách thường xuyên tới mua sắm các doanh nghiệp ở Little Tokyo, bao gồm khoảng 400 cửa hàng và nhà hàng còn lại, cũng như các trung tâm văn hóa, chẳng hạn như Viện Bảo tàng Quốc gia, người Mỹ gốc Nhật, Japanese American National Museum. Theo một cuộc thăm dò mới cho thấy, phần lớn cử tri đảng Dân Chủ tin rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza trong chiến dịch quân sự được Tổng thống Biden ủng hộ. Khi được hỏi liệu có tin rằng Israel đang phạm tội diệt chủng chống lại người Palestine ở Gaza hay không, 56% cử tri Đảng Dân chủ, 36% cử tri độc lập và 23% cử tri Đảng Cộng hòa nói có. Chính quyền Tổng thống đã bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ rằng Israel đang phạm tội diệt chủng và Tổng thống Biden vẫn đang tiếp tục ủng hộ cho chiến dịch quân sự của Israel. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 55% cử tri đảng dân chủ không tán thành việc đàn áp sinh viên biểu tình phản đối chiến tranh diệt chủng tại các đại học trên khắp Hoa Kỳ. Một quan điểm khác khiến họ bất hòa với tổng thống Biden, người đã lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza trong số tất cả những người được hỏi. Kết quả cho thấy là 70% tổng số cử tri có thể ủng hộ ý tưởng Mỹ kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và giảm căng thẳng, bao gồm 83% cử tri Đảng Dân chủ, 65% cử tri Đảng Độc lập và 56% cử tri Đảng Cộng hòa. Data for Progress đã công bố một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 2 cho thấy 67% cử tri Hoa Kỳ ủng hộ ý tưởng ngừng bắn vĩnh viễn. Dự luật bầu cử gây tranh cãi được thống đốc Illinois ký thành luật. Vào tuần trước các thành viên đại dương chủ hạ viện Illinois đã bổ sung một sửa đổi vào phút cuối với dự luật thượng viện 2412 nhằm thay đổi luật bầu cử của tiểu bang. Dự luật hiện bao gồm các điều khoản, cấm các đảng chính trị chọn các ứng cử viên để điền vào các lá phiếu tổng tuyển cử trong trường hợp đảng đó không để trình lên một ứng cử viên vòng sơ bộ, được gọi là đề cử Sladen. Hành động này đã khiến cho các thành viên đảng Cộng hòa phẫn nộ. Đảng Cộng hòa hiện chỉ chiếm thiểu số trong cơ quan lập pháp Illinois. Họ đã bỏ phiếu có mặt và rời khỏi sàn hạ viện mà không tranh luận về sửa đổi này. Sửa đổi này nhanh chóng được hai viện thông qua và được thống đốc tiểu bang Illinois JB Pritzker ký thành luật vào ngày 3 tháng 5 và có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Dự luật cấm thủ tục bổ nhiệm đề cử mà theo luật trước đây cho phép trong vòng 75 ngày kể từ ngày bầu cử sơ bộ. Điều luật mới này có nghĩa là các ứng cử viên phải tranh cử sơ bộ để có mặt trong lá phiếu tổng tuyển cử vào tháng 11. Thực chất là điều khoản này mang lại cho đảng Dân Chủ một chiến thắng trong các cuộc tranh cử khi mà đảng Cộng Hòa không đề cử một ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử sơ bộ. Đảng Dân Chủ xem dự luật này như một biện pháp đạo đức nhằm ngăn chặn hành vi giao dịch ngầm khi lựa chọn các ứng cử viên, trong khi đảng Cộng Hòa cho rằng sửa đổi này thay đổi một cách không công bằng các quy tắc của một cuộc chơi đã diễn ra và tương đương với một cố gắng nhằm đánh cắp cuộc bầu cử Ông John Curran, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Illinois, đã đưa ra một tuyên bố gọi biện pháp này là lạm dụng quyền lực và cáo buộc đảng Dân Chủ đang tìm cách đàn áp chính trị, quyền bầu cử của người dân Illinois. Ông nói rằng chiến thuật kiểu độc tài nhằm đánh cắp cuộc bầu cử trước khi người dân đi bỏ phiếu là một bước đi hàng mọn mới của chính phủ dân cử ở tiểu bang này và làm suy yếu các nguyên tắc của nền dân chủ Hoa Kỳ văn phòng thống đốc đã không phúc đáp yêu cầu bình luận những lời chỉ trích của đảng cộng hòa tuy nhiên ông đã bảo vệ việc ký luật này tại một cuộc họp báo ở bloomington ông ricker nói với các ký giả rằng dự luật thực sự bảo đảm rằng chúng ta không có những thỏa thuận ngầm để đưa người vào lá phiếu và tranh cử nhờ sự lựa chọn của một nhóm nhỏ trong căn phòng đầy mùa thuốc lá vì vậy tôi nghĩ rằng đối với tôi càng minh bạch càng tốt Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chuyển cáo buộc hình sự ông Michael Cohen đến Bộ Tư pháp. Vào ngày thứ tư ngày 8 tháng 5, hai thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện đã yêu cầu Bộ Tư pháp DOJ điều tra xem liệu ông Michael Cohen, người có thể sẽ là nhân chứng trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống Trump ở New York, có phạm tội khai man trong lời khai trước quốc hội hay không. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện James Jordan, Đảng Cộng hòa Ohio, và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, Đảng Cộng hòa Kentucky, người trước đây đã chuyển vụ việc của ông Cohen đến DOJ để truy tố hình sự hồi năm 2019, viết rằng ông Cohen bị cáo buộc lại nói dối trước Ủy ban đặc biệt thường trực của Hạ viện về tình báo trong một buổi lấy lời khai năm 2019 và rằng lời khai của ông hiện là cơ sở cho một cuộc truy tố có động cơ chính trị nhắm vào một cựu tổng thống và hiện là ứng cử viên được đề cử cho chức vụ đó. Họ nói thêm rằng trong lời khai đó, ông đã cố ý và có chủ tâm đưa ra những tuyên bố sai sự thật về sự kiện quan trọng trái ngược với hồ sơ do Bộ Tư pháp xác lập. Ông Cohen, là một cựu luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, sẽ làm chứng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đang diễn ra liên quan đến cựu tổng thống, trong đó ông bị cáo buộc đã làm sai lệch báo cáo kinh doanh vì các khoản tiền chi trả được thực hiện trong cuộc bầu cử năm 2016. Bị cáo buộc khai man, ông Cohen đã làm chứng trước Quốc hội rằng ông đã không cố tìm cách có được một công việc trong tòa Bạch Ốc dưới thời của cựu tổng thống. Nhưng các nhà lập pháp đảng Cộng hòa lại nêu rằng các bằng chứng từ các công tố viên liên bang cho thấy ông Cohen đã nói với bạn bè rằng ông mong đợi được giao cho một vai trò nổi bật và chức danh trong chính phủ mới. Trong các vấn đề khác, hay ông cho rằng ông Cohen đã nói dối khi nói với quốc hội rằng ông không có bất cứ hợp đồng nào với các chính phủ ngoại quốc có thể báo cáo. Họ nói rằng năm 2017, ông đã ký hợp đồng với các tổ chức thuộc sở hữu một phần của chính phủ ngoại quốc họ đã không đi sâu vào chi tiết. Ông Jordan và ông Comer cũng nói rằng chẳng hạn gần đây nhất là hồi tháng 10 năm ngoái, khi ông Cohen bị cáo buộc thừa nhận đã nói dối quốc hội trong buổi lấy lời khai trong một vụ án dân sự khác kiện cựu tổng thống Donald Trump do tổng trưởng lý tiêu bang New York là Tisha James đưa ra. Lời khai đã khiến cho Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mike Turner, đảng Cộng hòa Ohio, và dân biểu Alice Stefanik, đảng Cộng hòa New York, một lần nữa chuyển vụ việc của ông đến bộ tư pháp vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước quốc hội trong tuyên bố đưa ra ngày thứ tư, ông Jordan và ông Kermer nói rằng lời khai của Cohen đầy những tuyên bố sai sự thật có chủ ý và một công tố viên đảng phái đang sử dụng những tuyên bố đó để thực hiện một cuộc truy tố có động cơ chính trị nhắm vào cựu tổng thống Trump. Vì vậy, chúng tôi một lần nữa yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem liệu có bất cứ lời khai nào của ông Cohen có dẫn đến một cáo buộc khác vì vi phạm luật khai mang liên bang hay không. Luật sư của ông Cohen chưa phúc đáp yêu cầu bình luận. Barron Trump, con út của cựu tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên bước ra sân khấu chính trị với tư cách đại biểu cho tiểu bang Florida. Ngày 8 tháng 5, theo bản kết quả, cậu thanh niên 18 tuổi Barron Trump đã được đảng Cộng hòa của Florida chọn với tư cách là một trong những đại biểu của tiểu bang tham dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Chủ tịch chi nhánh đảng Cộng hòa tại tiểu bang Florida, Evan Power, cho biết Barron Trump sẽ là một trong 41 đại biểu của tiểu bang tham dự cuộc họp toàn quốc gia. Đây là dịp đảng Cộng hòa chuẩn bị chính thức đề cử cựu tổng thống Trump làm ứng cử viên tổng thống cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Theo Fast News. Cho đến nay, Baron Trump vẫn đứng ngoài chính trị và ít khi xuất hiện trước công chúng để tập trung vào việc học tập. Gần đây tên của anh đã xuất hiện trên báo chí khi cựu tổng thống Trump lo ngại sẽ không thể tham dự lễ tốt nghiệp của con trai do phiên tòa xét xử đang diễn ra ở thành phố New York. Tuy nhiên thẩm phán phiên tòa cho biết sẽ không có phiên xử vào ngày 17 tháng 5 để cho cựu tổng thống có thể tham dự lễ tốt nghiệp của con trai. Baron Trump đang theo học tại một trường trung học tư thục gần khu nhà Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump. Cậu là con trai duy nhất của cựu tổng thống Donald Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Theo một cuộc nghiên cứu, danh tiếng của Hoa Kỳ suy giảm trên toàn thế giới, mối lo ngại về nhập cư gia tăng ở châu Âu. Cuộc nghiên cứu toàn thế giới được công bố ngày thứ Tư, danh tiếng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng trong năm qua và đa số người dân tin rằng tính liêm chính trong bầu cử đe dọa nền dân chủ của quốc gia, trong khi nhập cư hiện là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người châu Âu sự suy giảm thái độ tốt đối với hoa kỳ đặc biệt rõ rệt ở các quốc gia có đa số người hồi giáo được khảo sát bao gồm indonesia malaysia thổ nhĩ kỳ maroc ai cập và algeria cũng như ở các quốc gia châu âu như thụy sĩ ireland ukraine và đức tuy nhiên theo nghiên cứu hoa kỳ vẫn được đánh giá tốt trên toàn thế giới mặc dù nga và trung quốc hiện được đánh giá tốt như Hoa Kỳ ở hầu như các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi được khảo sát. Theo một nghiên cứu trên toàn thế giới được công bố vào hôm thứ tư, ở châu Âu, các quốc gia đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ người cho rằng giảm nhập cư là ưu tiên hàng đầu của chính phủ khi mối đe dọa về biến đổi khí hậu giảm xuống. Dữ liệu ở châu Âu cho thấy khoảng 5,1 triệu người nhập cư vào Liên minh châu Âu từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu vào năm 2022, tăng khoảng 117% tương đương với lại 2,7 triệu người so với năm 2021. Đức dẫn đầu với 44% người dân muốn chính phủ tập trung vào việc giảm nhập cư, tiếp theo là Ireland và Pháp. Nghiên cứu có tên là Chỉ số nhận thức dân chủ (TPI) là một trong những nghiên cứu hàng năm lớn nhất thế giới về cách mọi người nhìn nhận về tình trạng dân chủ ở các quốc gia tương ứng của họ và bao gồm 63.000 cuộc phỏng vấn từ người dân trên 53 quốc gia. Nó được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu Liên minh Dân chủ có trụ sở tại Đan Mạch và nhóm nghiên cứu Latana. Nó không đưa ra lý do khiến danh tiếng của Hoa Kỳ bị suy giảm. PPI nhận thấy rằng niềm tin vào nền dân chủ vẫn ở mức cao trên toàn thế giới trong 6 năm qua, với 85% số người được hỏi nói rằng điều quan trọng là phải có dân chủ ở quốc gia của họ. Tuy nhiên, các chính phủ không phải lúc nào cũng đáp ứng được hy vọng của người dân, trong khi 58% số người được hỏi hài lòng với tình trạng dân chủ ở quốc gia họ, số còn lại thì không. Tại Mỹ, 60% số người được hỏi cho rằng bầu cử không công bằng và hoặc gian lận bầu cử đe dọa nền dân chủ của quốc gia, trong khi khoảng 77% cho rằng tham nhũng là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Nghiên cứu cho biết sự bất mãn không chỉ giới hạn ở các nước phi dân chủ, nó cũng rộng rãi ở Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nơi khác có truyền thống dân chủ lâu đời. Ở châu Âu, khoảng 1 phần 3 người Hungary cho rằng họ đang sống trong một nền dân chủ, khoảng một nửa số người trên thế giới ở cả các quốc gia dân chủ và phi dân chủ cảm thấy rằng chính phủ của họ chỉ hành động vì lợi ích của một nhóm nhỏ người dân. Nghiên cứu cho thấy trong 4 năm qua, nhận thức này vẫn cao nhất ở châu Mỹ Latin, thấp nhất ở châu Á và tăng điều đặn ở châu Âu kể từ năm 2020, đặc biệt là ở Đức. Liên tiếp những sự trục trặc phi cơ ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Senegal, một phi cơ Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp do trục trặc cửa sổ, phi cơ Boeing 737 nổ bánh khi hạ cánh ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một phi cơ trượt khỏi phi đạo ở Senegal. Tại Nhật Bản, đài NSK đã đưa ra tin rằng phi cơ vận tải của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản ASGF đã hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Niigata, miền trung Nhật Bản, ngay sau khi cửa sổ buồng lái trượt mở trong khi bay, không có báo cáo thương tích hoặc thiệt hại lớn. Các quan chức ASGF ngày 9 tháng 5 cho biết chiếc phi cơ vận tải C-2 lúc đó thực hiện chuyến bay huấn luyện sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Iruma, tỉnh Saitama gần Tokyo. Cửa sổ của buồng lái đột ngột mở vào lúc 5 giờ chiều. Chiếc phi cơ hai động cơ đã phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau đó. Có 8 thành viên phi hành đoàn nhưng may mắn họ không bị thương. ASGF đang xem xét nguyên nhân của vụ việc. Phi trường đã phải tạm thời đóng cửa phi đạo nhưng mở cửa lại lúc 5 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Dali Sabah dẫn lời nhà chức trách cho biết chiếc phi cơ Boeing 737-800 chở 105 hành khách và 6 phi hành đoàn của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ TSY chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường vào sáng sớm ngày 9 tháng 5 thì bánh của phi cơ bị xẹp. Phi cơ khởi hành từ Istanbul, bay đến tỉnh Hatay phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, Cố vấn truyền thông của TSY đã xác nhận một người trên phi cơ được an toàn và không ai bị thương. Nhân viên của phi trường Hatay đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và làm mát bộ phận hạ cánh của phi cơ, lúc đó quá nóng do bánh bị nổ. Phi trường Hatay đã đóng cửa, không cho phép phi cơ hoạt động cho đến nửa đêm ngày 9 tháng 5. Tại Senegal, Reuters đưa tin một chiếc phi cơ do hãng hàng không Air Senegal điều hành đã trượt khỏi phi đạo trước khi cất cánh vào rạng sáng ngày 9 tháng 5. Như trường Pleistain của Senegal thông báo 11 người bị thương, bao gồm 4 người bị thương nặng. Putin nói không có gì bất thường về cuộc tập trận vũ khí nguyên tử chiến thuật, cảnh báo xung đột trên toàn thế giới khi Nga kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Phi cơ không người lái của Ukraine tấn công xưởng lọc dầu của Nga sau 1.700 số trong nội địa của Nga. Tổng thống Nga Putin ngày 9 tháng 5 nói không có gì bất thường về cuộc tập trận đã được lên kế hoạch liên quan đến việc thực hiện khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật ở miền nam nước Nga cùng với đồng minh Belarus khi quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận đã bắt đầu. Ngày thứ hai, Nga cho biết họ sẽ thực hành khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật như một phần của cuộc tập trận sau những gì Nga nói là những mối đe dọa từ Pháp, Anh và Mỹ. Không có gì bất thường ở đây, đây là công việc được lên kế hoạch hãng thông tấn nhà nước TASS đã dẫn lời Putin nói, đây là việc huấn luyện. Bộ Quốc phòng Nga trong thông báo ngày thứ hai cũng cho biết cuộc tập trận nguyên tử với những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quốc gia phương Tây chống lại Liên bang Nga. Putin nói ông đề nghị Belarus tham gia một trong những phần của cuộc tập trận nguyên tử được công bố hồi thứ hai. Chúng tôi tổ chức thường xuyên, lần này chúng được tổ chức thành ba giai đoạn. Ở giai đoạn thứ hai, các đồng nghiệp Belarus sẽ tham gia hành động cùng chúng tôi. Các chỉ thị tương ứng đã được đưa ra cho các Bộ Quốc phòng và các Bộ Tham mưu quân đội. Họ đã bắt đầu chuẩn bị chung. Ông Putin nói theo bản tin của điện Kremlin, được hãng tin Interfax trích dẫn trước đó. Ông Putin cáo buộc giới tinh hoa phương Tây kiêu ngạo đã quên mất vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã và gây ra những cuộc xung đột trên toàn thế giới chúng ta biết những tham vọng quá lớn sẽ dẫn đến điều gì. Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột trên toàn thế giới. Ông đã nói trên quảng trường đỏ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu duyệt đội ngũ các binh sĩ xếp hàng trong trận bão tuyết hiếm hoi vào tháng 5. Nhưng đồng thời chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng ta. Lực lượng chiến lược của chúng ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ông Putin, người đã khai triển quân đội của mình đến Ukraine vào năm 2022, coi cuộc chiến này là một phần của cuộc đấu tranh với phương Tây mà ông cho rằng đã làm bẻ mặt nước Nga sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 bằng cách xâm phạm vào khu vực mà ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Nga. Phi cơ không người lái của Ukraine đã tấn công xưởng lọc dầu Nga trong nội địa Nga, cách biên giới Ukraine 1.700 cây số, thống đốc Rady Khabirov tuyên bố ngày 9 tháng 5. Khói được nhìn thấy phía trên tòa nhà Gazprom kim Salavat của Nga ở Salavat, Cộng hòa Basko Trostin, sau cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. Ông khẳng định Gazprom ở Salavat vẫn đang hoạt động. Sabirov gọi cuộc tấn công là một cố gắng nhằm làm ô danh ngày lễ chiến thắng, kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến 2. Đài truyền hình Bazaar Telegram tuyên bố không có thương vong trong vụ tấn công hoặc cháy tại cơ sở Gazprom. Gazprom, thuộc Kim Salavat là một trong những trung tâm sản xuất lọc hóa dầu lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất xăng, nhiên liệu diesel và các loại sản phẩm dầu mỏ khác. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Isaac al Reset, thành viên Bộ Chính trị Hamas ngày thứ Năm cho biết, phái đoàn của Palestine đã rời Cairo sau vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất với Israel. Không có thỏa thuận nào đạt được khi Israel bắt đầu hoạt động quân sự ở Rafah, phía nam Gaza. al Reset cho biết, hành động của Israel nhằm cản trở cố gắng của các vụ hòa giải đang căng thẳng, sự xâm lược cũng như chiến tranh hủy diệt. Sự phản đối của thế giới đối với cuộc xâm lược Rafah đã gia tăng trong những ngày gần đây, với việc Hoa Kỳ tuyên bố sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel nếu Israel quyết định tiến hành cuộc chiến vào Rafah. Đêm thứ tư, Tổng thống Biden đã nói với CNN rằng đã đưa ra một tuyên bố lớn. Tôi đã nói rõ rằng nếu họ, là quân Israel tiến vào Rafah, họ chưa đến Rafah, nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí mà trước giờ vẫn đang viện trợ cho Israel. Để đối phó với các thành phố, tờ Washington Post đã gọi đây là lời cảnh báo trực tiếp nhất của Tổng thống Biden đối với Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10, và lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden đe dọa từ chối viện trợ quân sự của Mỹ. Trước đó thì Tổng thống Biden vào hôm thứ Ba đã có bài phát biểu ủng hộ Israel và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ cho Israel là sắt đá, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý. Ông Biden thừa nhận vũ khí do Mỹ cung cấp đã được sử dụng trong các cuộc tấn công làm chết những người dân thường ở giải Gaza. Xe tăng của Israel đã tiến vào khu vực lân cận Zaytown của thành phố Gaza City trong đêm, theo Times of Israel đưa tin, trích dẫn phương tiện truyền thông của Palestine. Báo cáo được đưa ra khi lực lượng phòng vệ Israel, ITF, tiến hành các cuộc tấn công bằng trực thăng vào khu vực lân cận này, với một số báo cáo cảnh báo về các cuộc tấn công bằng pháo binh al đã viết, ngoài ra một cuộc tấn công của IDF vào một ngôi nhà phía tây thành phố Rafah phía nam Gaza đã làm chết 4 người vào ngày thứ Năm, làm 16 người khác bị thương, theo hãng tin al Jazeera. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Budapest vào tối ngày thứ Tư để thăm chính thức Hungary trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu. Trong chuyến thăm lần này, ông sẽ ký kết một loạt thỏa thuận với Thủ tướng, Viktor Orbán nhằm gia tăng hơn sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc trong khu vực. Ông Tập nói trong bài phát biểu bằng văn bản khi đến nơi, tôi tin tưởng rằng với những cố gắng kết hợp giữa hai bên, chuyến thăm này sẽ thành công hoàn toàn và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mối bàn giao giữa Trung Quốc và Hungary. Theo truyền thông địa phương, các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào các khoản đầu tư của Trung Quốc vào hạ tầng công cộng, sản xuất năng lượng và kỹ thuật tại Hungary. Ngoài ra, việc ký kết một số thỏa thuận hai bên với các quan chức địa phương cũng sẽ diễn ra trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Yêu nhau một năm rồi kết hôn, 12 ngày sau, chồng tá hỏa phát hiện ra vợ mình là đàn ông ở Indonesia. Câu chuyện hôn nhân của chàng trai 26 tuổi ở Indonesia gây bất ngờ trên cộng đồng vì những tình tiết ngang trái tới khó tin. Anh AK, 26 tuổi, ở Narigo, Country quen cô gái tên là Adinda qua mạng xã hội vào năm 2023, sau đó tiến tới yêu nhau. Trong suốt một năm yêu nhau, hai người thường xuyên đi dạo, thỉnh thoảng AK đưa bạn gái về gặp gia đình. Tuy nhiên, mỗi lần hẹn hò, bạn gái thường mặc trang phục của phụ nữ Hồi giáo che kính mặt. Anh nghĩ cô là người sùng đạo, và khó khăn khi giao tiếp với người lạ nên anh không nghi ngờ. Tình cảm dần kháng kích nên đầu năm 2024, hai người quyết định tổ chức đám cưới. Vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, đám cưới của anh AK và cô dâu ở Tiên Đa diễn ra tại nhà trai và không có hôn thú theo yêu cầu của cô dâu. Vợ của AK nói với chồng rằng cô chỉ sống một mình do mẹ qua đời, cha bỏ đi nên sẽ không có ai đến đám cưới sau lễ cưới đơn giản hai người bắt đầu sống chung tuy nhiên ở ra vẫn từ chối giao tiếp với gia đình và hàng xóm cô mặc đồ che kính mặt và liên tục kiếm cớ nếu chồng tỏ ý muốn gần gũi hành động và thái độ kỳ lạ của Adinda đã khiến cho gia đình AK bắt đầu nghi ngờ sau đó họ đã đi tìm hiểu kỹ về lây lịch của nàng dâu mới và phát hiện ra sự thật thật ngỡ ngàng theo tìm hiểu thực chất adinda không phải là trẻ mồ côi mà cô vẫn có gia đình đầy đủ và họ đang sống ở miền tây của dor cha adinda đã thừa nhận con mình thực chất là con trai không phải tên như giới thiệu với gia đình của chồng cuối cùng phát hiện ra mình bị lừa anh ak đã đi trình báo với cảnh sát sau đó adinda bị cảnh sát tạm giữ theo đại diện của cơ quan cảnh sát người đàn ông cố tình mạo danh phụ nữ vì lừa tiền của ak Adinda không thuộc cộng đồng LGBT. Người đàn ông này có dáng người nhỏ nhắn, khá giống phụ nữ, giọng nói cũng lanh lảnh chứ không trầm, nên rất dễ qua mắt người khác. Lần nào xin tiền cũng thành công, nên anh ta mới làm như vậy. Hiện thì Adinda bị truy tố với mức án là 4 năm tù, cảnh sát cho biết. Tin Việt Nam, đến 80% thương hiệu gia dụng trong Việt Nam có bắt tài với Trung Quốc. Theo tờ báo trong nước đưa tin, nhu cầu mua sắm những thiết bị điện gia dụng, thiết bị nhà bếp sẽ tiếp tục tăng cao cho tới năm 2025. Trung bình mỗi gia đình ở Việt Nam chi khoảng 8,4 triệu là hơn 300 đô la cho các thiết bị gia dụng. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam VEIE cho biết, tại buổi họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam IEAE theo bà thì mức độ thị trường đồ gia dụng Việt Nam trị giá ước tính lên đến 12,5 đến 13 tỷ đô la, tốc độ tăng trưởng trung bình là 10% một năm. đáng chú ý là hiện nay các thương hiệu hàng gia dụng trong nước hiện đang chiếm 80% thị phần hàng gia dụng, 20% thuộc về các thương hiệu ngoại quốc. Tuy nhiên trong 80% thị phần các doanh nghiệp tại Việt Nam chủ yếu là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc thông qua bắt tay với doanh nghiệp trong nước như Sunhouse, Kangaroo. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Tôi tên là Trương Dương Minh, sinh năm 1957, năm nay 67 tuổi. Khi xưa ở Phú Nhuận, tôi muốn tìm bạn tên là Lê Nguyễn Hoàng, ngày xưa học chung cấp 3 ở trường Hồ Ngọc Cẩn ở Tân Bình. Mẹ của Hoàng ngày xưa là giáo viên và bán bánh mì ba lẻ ở phi trường Tân Sơn Nhất, Cổng Phi Long và có một người em gái có tật. Gia đình đi Mỹ khoảng năm 1980 đến 1990. Nếu bạn có nghe tin hay ai biết, xin hãy liên lạc số điện thoại 7813078167 cho Trương Dương Minh, xin chân thành cảm ơn. Bảo lộc xin được nhắc lại, Trương Dương Minh sinh năm 1957, xưa ở Phú Nhuận, muốn tìm bạn tên là Lê Nguyễn Hoàng, ngày xưa cùng học chung cấp 3 ở trường Hồ Ngọc Cẩn ở Tân Bình. Mẹ của Hoàng ngày xưa là giáo viên và bán bánh mì ba lẻ ở phi trường Tân Sơn Nhất, cổng Phi Long nếu như hoàng nghe được tin này hoặc ai biết hoàng ở đâu xin hãy liên lạc qua số điện thoại 7813078167 ba lộc và hồng loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chiều ngày hôm nay hồng loan hồng quá lộc cũng bắt chước hồng theo hồng từ trong ra ngoài hồng từ trên xuống dưới Trời giờ lâu mới nhìn sao hồng dữ vậy Lộc Chứ nãy Long kêu Lộc lựa áo hồng Lộc đâu biết lựa áo nào Lộc thấy áo nào gần nhất là Lộc lấy thôi Hồng mà không tôi kém luôn á Có anh chọc Bảo Lộc mà nói là bận hồng một Trai nó ít có bận lắm mới nha Bảo Lộc <laughs> đúng rồi quý vị à, đàn ông thì ít có bằng những cái màu mà nổi lắm nhưng mà tại vì em bắt trước vợ em nên em mặc cho nó matching sợ đi xa đi ngoài sợ lạc bởi vì em cũng mặc cho giống giống để có gì người ta còn dắt về đúng 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 nhà chứ không không được đâu bên mỹ dễ bị lạc lắm lạc lối lạc lối hả sợ lạc lối hả bơ lạc đường <laughs> rồi giờ có lọc là cái gì đây Ờ cái chuyện vui đi Vậy ha còn chuyện vui nho nhỏ, nhỏ ừ. mà không biết có vui hay không chủ yếu là thư giãn quý vị cô giáo cầm bài kiểm tra có vẽ hình trái đất và hỏi các em có biết tại sao trái đất có hình tròn hay không một học sinh trả lời dạ thưa cô trái đất có hình tròn tại vì em vẽ nó bằng cây cầm ba đơn giản đơn giản nếu mà không có cơm ba thì trái đất không có tròn nó hơi méo méo nó hình không gì lộn hay gì đó <laughs> tại vì vậy khi mà mình vẽ đó không thể nào mà mình vẽ được một cái vòng tròn đẹp gì hết á phải có khi okay, cơm ba có cái tâm điểm ở giữa xong xoay một vòng thì nó mới hình tròn chắc chắn tròn ờ à, còn mà nếu mà em hãy vẽ trái đất mà phải vẽ hình tròn như không vẽ bằng tay là thành cái hình hộp gì lộn liền <laughs> nó méo rồi xong em này trả lời xong rồi cô cho nguyên trứng một vịt lộn ngồi xuống. Chắc chắn. Giỏi quá, ngồi xuống. <laughs> vui không Loan? Vui quá trời, vui luôn luôn. À, nhắc lại, quý vị, chiều ngày mai, Lộc và Loan sẽ có một buổi livestream nhỏ nhỏ vào lúc 6 giờ chiều giờ California, ngày thứ sáu. Những bài hát về mẹ, xin quý vị hãy yêu cầu Loan và Lộc. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.